Trước ngưỡng cửa đại học, việc thay đổi môi trường cũng như là cách tiếp cận kiến thức đã khiến tôi rất hoang mang. Tôi đã từng phân vân khi không biết chính xác đâu là các kỹ năng mình cần phải có để đối ứng cho việc học và việc làm sau này. Cái sự nghiêm túc và cái sự ham muốn học hỏi là cái chìa khóa cho sự thành công. Nỗ lực bản thân là chính, thì trước hết không gì bằng là mình phải tự học. Và chúng ta phải tiến đến cái kỹ năng là làm việc online, group online, chia thành các group nhỏ thì chúng ta làm việc. Ngay ở trường các em đã làm việc nhóm được, thì ra trường thì các em sẽ làm việc nhóm được. Và các em cũng nên đặt cái target cho mình là phấn đấu tập cho mình được cái tính gọi là làm team leader, là các em có thể làm lãnh đạo nhóm. Okay, so we have four pictures, right? The first one is attitude, knowledge, skill, and health. I think skill is a very essential element. In any profession, these four elements are so very important, especially attitude, knowledge, skill, and skills always need to exist together. As students, we are still trying to practice on those elements to achieve our dreams. One, two, three, yeah! Ngành ngữ cũng rất là quan trọng, cụ thể ở đây là tiếng Anh. Thì nếu các bạn có khu vực vừa tiếng Nhật và cái ngoại ngữ là tiếng Anh thì các bạn sẽ rất là ưu thế thôi khi các bạn ra trường và xin chào. Càng tập trung càng nhiều càng tốt và tập trung vào những cái khung giờ càng chính càng tốt. Các bạn cũng biết rằng là tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cực kỳ quan trọng một trong những cái giai đoạn ngày hôm nay. Thì nhất là Việt Nam đang trở thành một cái nền kinh tế mà thu hút rất là nhiều quốc gia đến làm việc. Thì tiếng Anh là cực kỳ quan trọng nếu mà tụi em muốn có một cơ hội làm việc tại công ty. Oh, hello there. Hey, hello. How are you? Good, thank you. How are you? I'm great. So, do you have any plans for the summer? This summer, I will take part in the volunteer program in Danang City. It gave me a tons of valuable work experience, and it improved my communicate and teamwork skill. I will lend my hand to help them. Oh, I think that's a great initiative. Tôi cần hành động ngay để tạo dựng con đường thành công cho riêng mình. Let's start.